Nam ơi, năm nay chị vừa tròn 40, dáng người cao ráo, cân đối, mái tóc đen, thẳng đúng chuẩn một cô gái Á Đông. Như thế đã đủ tiêu chuẩn làm vợ em chưa? Trong tả này thì chị trông cũng đẹp đấy chứ, đẹp mà. Nếu mà làm tổn thương một người con gái nào đó thì cái vẻ bề ngoài thì Nam xin lỗi. Không có người yêu mà được gọi là nghiệp thì những người mà độc thân trên trái đất này đang nghiệp hết sao? Nhìn hơi òn ẻn, èo lạ, cứ nhẹ nhàng non. Thằng này ngày xưa mê cái con Quỳnh Lương đóng trong MV của Subin mà giờ không biết bọn nó thế nào. Nếu mà Nam đi khách mấy ngàn đô chắc bây giờ đã có đủ tiền làm MV tiền tỷ, mời collab với những nghệ sĩ nước ngoài để có thể đánh bóng tên tuổi rồi. Ghét cái thằng này từ lúc xem Lựa Chọn Trái Tim. Loại đàn ông chỉ vì xinh mà lỡ làm tổn thương trái tim người khác thì còn gì để nói luôn. Nếu mà làm tổn thương một người con gái nào đó vì cái vẻ bề ngoài thì Nam xin lỗi. Nhìn hơi òn ẻn, èo lạ, cứ nhẹ nhàng, non như Nam nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, mỗi người sẽ có một cái nhận định về một người đối diện của mình qua cái nhìn lần đầu tiên khác nhau. Nhưng mà Nam nghĩ rằng là nho nhã, lịch sự, thanh lịch thì vẫn luôn là điều cần thiết nhất. Ông Nhâm Phương Nam này là người yêu của Đức Anh mà. Tham gia người ấy là ai đấy các bạn ạ? Người yêu hoặc là bạn bè luôn là những cái mối quan hệ mà Nam quan tâm và tôn trọng nhất. Và Nam luôn mong rằng là sẽ giữ được cái sự tôn trọng của Nam đối với bạn bè. Và không mong rằng khi mà từ bạn lại trở thành người yêu. Bởi vì khi đó khi mà từ yêu rời bạn rất là khó. Bạn này nhìn đẹp trai, đúng chuẩn soái ca Hàn Quốc. Gương mặt đập đi xây lại hết rồi. Làm mắt một mí, nâng mũi bơm môi, gọt hàm. Bảo sao lại không đẹp trai cho được. Hình như đây là lần đầu tiên Nam biết là có công nghệ làm mắt một mí. Nam chỉ mới thấy là từ một mí thành hai mí thôi, chứ còn chưa bao giờ nghe thấy từ hai mí mà làm được thành một mí. Nam đã can thiệp thì giao kẻ trên gương mặt của mình rồi. Có nên nói cái đó không? Đang muốn tránh mà. Tham gia hết Lựa Chọn Trái Tim, người ấy là ai, rồi cả Quý Ông Đại Chiến mà cũng không tìm được người yêu thì đó gọi là nghiệp đấy. Nếu mà không có người yêu mà được gọi là nghiệp thì những người mà độc thân trên trái đất này đang nghiệp hết sao? Hát thì dở mà đua đòi đi theo con đường trở thành ca sĩ nên thất bại thảm hại. Ra bài cố nhớ để mà quên, không được nổi 200.000 lượt xem cơ. Nhục. Tối qua Nam cũng vừa vào xem lượt view, lượt view nó cũng phải lên hơn 300.000 rồi. Thằng này ngày xưa mê Quỳnh Lương đóng trong MV của Subin mà giờ không biết bọn nó thế nào. Đọc báo thấy kêu con này hàng tháng kiếm được tiền lên đến 9 số 0, chắc thằng này thuộc dạng đào mỏ rồi. Nam biết Quỳnh thông qua một cái cuộc thi ở ngoài Hà Nội thì cả hai cùng tham gia cuộc thi đó và chơi với nhau cũng khá là thân. Trong những cái dự án mà cần sự giúp đỡ của nhau, khi Nam mở lời nhưng mà khi Quỳnh mở lời thì đều nhận được những cái lời đáp rất là mát lòng mát dạ, là ok em chắc chắn em sẽ giúp anh hoặc là anh cũng sẽ giúp em như thế. Nhưng mà để mà nói là Nam là thuộc dạng đào mỏ thì Nam nghĩ rằng là mỗi ngày Nam đều lao động bằng chính khả năng của mình, còn về tiền bạc thì Nam cũng thể kiếm ra được. Và Nam nghĩ rằng là ăn nhiều ăn ít thì cũng là ăn, miễn sao có đủ bữa mình không chết đói là được rồi. Tại sao tao ghét thằng như thế? Cứ mở mồm ra là mấy câu ngôn tình Hàn Quốc sến sẩm sợ. Thực ra nếu bạn ghét thì bạn cứ lơ đi thôi. Nếu mà bạn cứ dành thời gian để quan tâm những cái thứ bạn ghét thì chắc là bạn sẽ hút về mình những cái năng lượng tiêu cực. Có hôm đi chụp cho Adam Store, anh Nhâm Phương Nam và các bạn gái tuổi teen cứ hô hào ở ngoài mặt thì lạnh tanh, chưa nổi tiếng mà đã bày đặt chảnh đi, cứ vênh ngược mặt lên sao không vấp vào đâu và ngã ra nhỉ. Đừng trong mặt bát hình rong. Nam nghĩ đây cũng chỉ đúng một phần thôi. Với cả là do có thể là do cái kết cấu mặt Nam đã khiến cho mọi người cảm thấy không được thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc biết anh, sao em chưa thấy anh công khai người yêu bao giờ vậy? Đừng nói với em là anh yêu cùng hệ đó nha, hu hu. Duyên chưa đến thế nên là anh nghĩ anh cũng chưa tìm được nửa còn lại của mình thôi. Còn về vấn đề mà về công khai hay không thì anh nghĩ rằng anh luôn muốn mình trở thành một chủ đề quan tâm về khả năng của bản thân, bản lĩnh của bản thân lẫn tài năng. Anh không muốn một người quan tâm anh về những cái chuyện đời tư. Và khi đó anh sẽ chỉ thành một cái tâm điểm để mọi người tò mò rằng thằng này nó đang làm cái gì, thằng này nó đang như thế nào, nó có cái tài năng gì không mà tại sao mọi người xung quanh quan tâm. Mặt thì cũng đẹp trai nhưng cần trau dồi về gu thẩm mỹ đi nhé. Lên hình thì đẹp chứ không gặp ở ngoài thấy bạn
ăn mặc quê lắm. Nam cũng đang là một người trẻ tuổi mới bắt đầu sự nghiệp, cũng cần phải tiết kiệm nhiều thứ, nên là về vấn đề ăn mặc thì Nam cũng hơi suy nghĩ về việc lựa chọn đồ. Nếu mà không khí hình thì mình cứ ăn mặc bình thường thôi, đâu cần phải quá sang trọng, tốn kém lắm. Tham gia Quý Ông Đại Chiến xong quen biết chị Giang, tối ngày vào Facebook chị comment, xong còn đi dự ra mắt phim của chị Giang nữa chứ. Eo ôi, không hiểu nghĩ gì, làm sao mà có cửa yêu hậu Hương Giang của chúng em anh gì ơi. Nam luôn yêu quý chị Giang, tôn trọng chị Giang và luôn ủng hộ hết mình, bởi vì chị Giang thực sự là một người rất có tài năng. Hy vọng rằng là cái sự ủng hộ của Nam sẽ không khiến cho các bạn fan của chị Giang hiểu lầm là mình đang đu bám chị. Tìm hiểu chị Vân Anh đến đâu rồi anh, hay chị ấy béo quá, không xinh đẹp nên anh bỏ chị luôn rồi. Nam và Vân Anh hiện tại vẫn đang là bạn tốt của nhau. Sắp tới Nam sẽ có thể là sẽ quay một tập vlog cùng với Vân Anh và hy vọng rằng các bạn sẽ đón chờ cái tập vlog đó của Nam. Nam ơi, năm nay chị vừa tròn 40, dáng người cao ráo, cân đối, mái tóc đen, thẳng đúng chuẩn một cô gái Á Đông. Như thế đã đủ tiêu chuẩn làm vợ em chưa? Trong tà này thì chị trông cũng đẹp đấy chứ. Đẹp mà. Facebook với cả Instagram thấy ngàn like, chắc là bỏ tiền ra mua like rồi. Nam thấy Facebook của Nam với cả Insta cũng ít like đấy chứ. So với những người bạn của Nam thì Nam ít like hơn họ gấp khoảng 5 đến 10 lần gì đó. Nam nghĩ chắc là Nam cũng phải đi mua thêm một ít cho bằng bạn bằng bè, đỡ tủi thân. Đẹp trai, body ngon, nhưng ông này chắc đi khách phải mấy chục ngàn đô. Nếu mà Nam đi khách mấy ngàn đô thì chắc bây giờ đã có đủ tiền làm MV tiền tỷ, mời collab với những nghệ sĩ nước ngoài để có thể đánh bóng tên tuổi rồi. Lướt mấy trang mạng xã hội của em này mà phát mệt. Tối ngày quảng cáo các sản phẩm từ nước hoa, đồng hồ, đồ lót. Không sợ ảnh hưởng hình ảnh nhà em. Đồ lót là sai nhá. Nam chưa bao giờ nhận quảng cáo đồ lót. Đối với hình ảnh của mình, khi mà sản phẩm của họ gắn với hình ảnh của Nhân Phương Nam sẽ khiến cho nhiều người tiêu dùng đủ tự tin, đủ tin tưởng để có thể mua sản phẩm của họ. Thì Nam nghĩ rằng đây là một điều đáng tự hào đối với Nam. Trước không thích lắm đâu, nhưng bây giờ mê ảnh luôn rồi. Đẹp trai 100 điểm, hát hay 1.000 điểm. Giờ em là fan của anh luôn rồi. Em L nè, anh còn nhớ em không? Chúng mình chụp ảnh với nhau rồi đấy. Anh rất cảm ơn em khi mà đã ủng hộ và quan tâm anh. Và cũng xin lỗi là bởi vì anh không thể nhớ được, không thể nhớ được em L là em nào. Nhưng mà hy vọng rằng là em sẽ luôn luôn ủng hộ anh từ nay về sau, và anh sẽ không làm phụ lòng quan tâm của em. Sau khi mà Nam trả lời xong tất cả những câu hỏi mà anti fan dành cho mình, thì lúc này cảm xúc của Nam như thế nào? Thấy vẫn bình thường. Tại vì ngày trước hồi mới là người Nam đọc những cái này, đọc xong là buồn thiu, buồn cả một ngày mà tắt máy, tắt Facebook và tắt đủ các thể loại mạng, không đọc những cái bình luận này nữa luôn. Và bất kể những ai mà đưa đến, ê Nam ơi, còn lại có người chửi mày này, hoặc là những cái bài báo tiêu cực, thì Nam hồi đấy Nam suy sụp lắm. Nhưng bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi, và cảm thấy mình đã trưởng thành dần từng ngày. Mình đã sẵn sàng tiếp nhận được những cái bình luận của mọi người, những cái góp ý của mọi người để thay đổi và sửa đổi nhiều hơn. Và Nam mong rằng là trong tương lai mọi người cứ comment những gì thật cát hơn nữa đi. Nam sẽ cố gắng để sửa đổi và trao dồi. Là lời cuối cùng thì Nam hãy nhìn thẳng vào cái máy này nào. Một lời nhắn nhủ cho các anti fan của mình thì Nam sẽ nói điều gì? Các bạn có thể ghét Nam qua cái nhìn đầu tiên, các bạn có thể không hài lòng với những gì mà Nam đã thể hiện. Nam không bao giờ trách các bạn khi các bạn để lại những lời bình luận của mình. Khi mà Nam đọc được, Nam sẽ cải thiện mình nhiều hơn, và đó là niềm vui của Nam. Nam cũng cảm ơn các bạn khi mà đã dành cho Nam những cái bình luận đó, để Nam có cơ hội nhận ra rằng mình đã sai và thiếu điều gì để sửa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.